Xin chào cô chú anh chị, các bạn đã đến với kênh Vi Phạm Cuộc Sống Mỹ Đam Mê Làm Dương. Thì khoảng hơn 2 tuần nay mình không có làm video. Cô chú anh chị, các bạn có khỏe không? Cả nhà mình thì sau cái đợt cảm vừa rồi thì bữa nay cũng đã hết rồi, nhưng mà cái ho nó cũng còn hơi kéo dài á, nên mình cũng không biết là khi nào nó mới hết. Thì bữa nay mình cố gắng mình đi ra giường để mà mình quay sơ cái khu vườn trước và sau cho cô chú anh chị các bạn xem là sau cái đợt lạnh á, cây cối trong vườn của mình á, cây nào còn và cây nào không còn. Thì hôm nay mình cố gắng mình sẽ quay nhanh và quay tổng quát sơ thôi cho cô chú anh chị bạn cùng xem. Nếu mình nói chuyện mà nó có hơi bị ho thì cô chú anh chị bạn thông cảm cho mình nghe. Thì bây giờ mình mời cô chú anh chị bạn cùng đi với mình nghe. Thì sau cái đợt lạnh đó cô chú anh chị các bạn, ở phía dưới đất á, từ cây nhỏ thì cỏ thì nó màu vàng hết trơn luôn nè, có nơi nó cũng còn bị chết luôn. Cây thì những cây nhỏ thì nó cũng sẽ không còn, ngay cả mà những cái cây ót này nó chịu lạnh kinh khủng luôn mà cô chú anh chị bạn thấy không, nó cũng muốn te tua luôn á. Thì có những cây ở những nhà xung quanh mình nó cũng đã bị chết luôn á. Thì có cây chết, có cây vẫn còn, mình không biết là do cái luồng gió hay sao á. Thì riêng nhà mình á, thì cô chú anh chị các bạn thấy không, bông hồng là nó chịu lạnh giỏi lắm, nhưng mà năm nào thì nó cũng bị những tình trạng về, nhưng sau đó nó sẽ lên lại. Thì những cái cây mà mình che đậy bằng những cái thùng như vậy nè cô chú anh chị các bạn đó, thì năm nào mình cũng dùng cái thùng này để mà mình úp nó lại. Ở phía trên thì nó bị rụi vậy, nhưng mà phía dưới cái gốc nó vẫn còn sống, thì mùa hè nó sẽ lên lại. Những cái cây bông này cô chú anh chị các bạn thấy không, mình nói mà nó chịu lạnh rất là giỏi. Thì phía trên của nó cũng đã tàn rồi, nó cũng bị khô đông đá, nhưng mà sao phía dưới nó sẽ còn, nó sẽ lên lại hết. Mình sẽ tỉa ở trên á, thì sau đó ở phía dưới nó sẽ lên cây con khác. Còn những cái bông hồng á, thì cô chú anh chị bạn thấy nè, tuy là ở phía trên là đã bị khô rồi, bị chết rồi, nhưng mà phía dưới á thì nó vẫn còn sống ha, thì nó sẽ nứt lên lại những cái độc mới cho mình đó, cô chú anh chị bạn thấy không. Nhưng mà mình hy vọng là đừng có bị lạnh giống mấy bữa nữa, chứ không thôi là nó cũng sẽ bị quéo mấy cái đọt non này hết luôn đó. Đây là tình hình cái khu vườn bông hồng trước của nhà mình đó, mình cũng úp như vậy đó, rồi sau đó là mình sẽ dỡ nó ra, rồi phía dưới nó sẽ lên lại. Đây là những cái củ bông hôm bữa mình trồng hôm mùa thu đó, ra là nó đều lên hết trơn luôn rồi. Sáng mình quay ở phía trước, mình quay cho cô chú anh chị các bạn xem cái chậu sen đá của mình. Năm nay mình không để vô phía ngoài nữa, mình đã đem vô trong nhà nên mình đã giữ được nó nè. Chính vì vậy mà bây giờ nó kịp ra bông luôn đó cô chú anh chị các bạn thấy không. Thì cái này mình trồng mới gầy lại một năm, hồi năm rồi mình không có đem vô nhà nên nó thành kem hết rồi, thành kem sen hết luôn cô chú anh chị các bạn. Nó bị đông đá thì nó thành kem hết luôn. Cũng như là cái chậu bông xương rồng nhỏ nè đó, thì giờ nó cũng ra bông từ bữa tới giờ, nhờ đem vô nhà nên nó còn sống đó cô chú anh chị các bạn. Cái cây bông của nhà hàng xóm cô chú anh chị bạn thấy không, nó đã thành như vậy luôn nè đó, kinh khủng không. Tất cả các cây mà nhánh ở trên nó chịu không nổi là đều bị như vậy hết. Còn ví dụ giống như mình nè, ở phía dưới thì những cái củ bông bắt đầu nó đã cũng đâm bên đây, nó cũng đâm lên. Còn những cái bụi bông cúc như vậy thì ở phía dưới nó cũng sẽ còn, nó sẽ lên lại. Còn phía trên thì cũng đã úng hết rồi, cũng giống như những cái dây leo clematis của mình cũng vậy nè đó. Bây giờ nó cũng đâm cái đọt xanh lên lại. Cái này thì nó sống mùa đông, đông đá thì nó sẽ chết giống vậy, nhưng mà mùa xuân nó sẽ đâm những cái đọt mới, tược mới lên lại ha. Còn bây giờ thì mình sẽ quay cái khu vườn ở phía sau cho cô chú anh chị và các bạn xem với mình. Thì
những cái gì mà nó chịu lạnh được thì hiện tại là nó đang ngủ đông hết. Ví dụ giống như cây lê này của mình thì lê với táo với lại cây hồng thì đều là chịu lạnh được hết. Hiện tại thì nó đang là ngủ đông, thì khoảng tháng 3 bắt đầu nó mới đâm những cái chồi này lên lại nè cô chú anh chị các bạn. Đó. Thì hiện tại thì những cái cây này thì mình không cần phải che gì hết, nó vẫn sống được trời lạnh hết luôn. Cũng như giống như cây lê của mình nè. Đó. Thì hiện tại nó có những cái mục nhỏ quá trời luôn nè cô chú anh chị bạn thấy không? Thì nó đang chuẩn bị để mà khoảng tháng 2 thì nó sẽ đâm những cái đọt này ra. Cái này mình trồng được một năm năm rồi đó. Thì năm nay tự nhiên không giờ cái trời ấm, cái cô chú anh chị bạn thấy nó có một cái bông không? Vui không, mắc cười không? Mình không biết là nó có giữ lại được hay không nè. Khi không cái tự nhiên cái sau cái đợt lạnh á, trời ấm vậy sao ấm luôn. Đây nữa nè, nó ra nè. Thì mình nghĩ nó ra sớm quá nó sẽ không chịu nổi đâu, tại bây giờ mới có đầu tháng 1 mà. Mình nghĩ cũng sẽ còn một đợt lạnh nữa đó. Thì năm rồi mình có nói là cây lê này mình mới trồng xuống chưa có bông được. Mình nghĩ là năm nay nó sẽ có bông đó. Chưa gì hết giờ tự nhiên cái ra được 2-3 cái bông luôn nè. Ngộ thiệt luôn á. Đó. Thì cái đám măng tây của mình thì nhìn nó đã rụi hết rồi. Cái này thì mình không sợ, tại vì mùa xuân nó sẽ lên lại ha. Rồi cả nhà nó chịu lạnh ghê gớm không cô chú anh chị các bạn. Để rổ á, nó cũng còn sống sót nè. Thì còn cái hành cũng vậy. Trước khi vô đông đá là mình đã cắt trụ lũi hết rồi. Bây giờ sau một tuần ấm nó cũng lên lại sơ sơ nè. Đó thấy không? Hẹ cũng vậy. Bây giờ thì nó cũng chưa lên hẳn tốt lại đâu. Vô cái mùa xuân cái mình tỉa hết ở trên, cái mình đổ đất mới lên, cái là nó sẽ lên lại tốt như là mùa rồi vậy đó. Còn những cái đó thì giờ đã rụi hết rồi. Cũng như giống như là bùn ngót cũng vậy, lá lốt cũng vậy. Nhưng mà rễ dưới nó vẫn còn nha cô chú anh chị các bạn. Nó vẫn lên lại. Thì trong mấy cái hộp này á, hôm bữa mình lấy cái nắp thì mình che lại nè. Thì mấy cái hạt giống của mình rải á, thì bữa nay ấm cho nó lên lại nè cô chú anh chị các bạn thấy không? Đó, nó cái hạt nó không bị đông đá nha. Mình lấy cái nắp này mình che lại, nó không có bị đông đá, bây giờ nó lên lại. Thì cái chậu bên đó là cải bẹ xanh tím, còn bên đây là cải ngọt nè, nó cũng lên lại hết trơn rồi. Còn phía bên đây á, thì cái cây cam của mình nè, cô chú anh chị bạn thấy không? Đó, nó te tua như vậy đó. Texas á, thì khoảng 7-8 năm về trước á, thì cam quýt bưởi không có bị chết, không có bị đông đá, không có bị chết nha cô chú anh chị bạn, nó vẫn chịu nổi. Bởi vì thời tiết á, nó chỉ lạnh đông đá ban đêm và ban ngày nó sẽ ấm lại. Nhưng mà bây giờ á, hình như là thời tiết nó là thay đổi hết trơn rồi, nên nó đông đá là đông cả ngày lẫn đêm luôn, mà mấy ngày liên tục như vậy luôn á. Nên cam quýt bưởi bây giờ trồng ở phía ngoài nó không có chịu nổi cô chú anh chị các bạn ơi. Mình nghĩ nếu cây bự á, cây mà cổ thụ rồi á, thì là nó có thể còn sống sót được, nhưng những cái cây nhỏ như vậy là nó chịu không nổi. Dù mình có che hôm bữa luôn mà nó cũng chịu không nổi. Thì mấy cái này của mình giờ nó cũng đã tàn hết rồi, rủ rưỡi hết rồi. Còn riêng mấy cái chậu này của mình nè, trước những ngày đông đá đó, mình có trồng xà lách hôm nay á, thì mình lấy mấy cái nắp vàng này mình đậy lại nè. Thì những cái thùng mình có nói trước với cô chú anh chị các bạn, khi mà mình trồng những cái rau mà nó chịu lạnh á, đừng cho nó tiếp xúc với đông đá thì nó vẫn sống lại được, nếu mà mình có che, còn nếu không che thì nó cũng úng luôn. Thì mấy cái này mình có che nè. Đó, thì bây giờ nó bắt đầu nó sống lại chứ nó không có chết. Thì kêu nếu cây nào mà nó yếu quá thì nó cũng có chết á. Còn bên đây tầng ô cũng vậy. Mấy cái hạt hôm bữa đó, bây giờ nó cũng lên. Nhưng mình phải đậy nắp mình che không thôi thì cái hạt đông đá nó cũng đông đá luôn nha cô chú anh chị các bạn. Đó. Cái này thì xà lách với tầng ô thì nó chịu lạnh được.
Còn cái học bên này thì mình không có trồng gì, hôm bữa là cải bẹ xanh nhưng mà mình đã thu hoạch hết rồi, xong rồi mình đã nhổ nó lên, giờ mình nó cũng rụng cái hạt nè, nó bay hạt mà nó lên là cô chú anh chị bạn thấy không. Còn cái học bên đó là rau má của mình đó, cô chú anh chị bạn nhớ không, bây giờ nó đang thui vậy đó, mùa xuân cái mình xới nó lên hết rồi bắt đầu mình đổ đất mới cái nó lên lại cho mình. Mình sơ cho cô chú cho bạn xem. Thì trong mấy cái chậu này mình trồng cần nước nè. Thì hôm bữa đông đá thì phía trên nó bị úng hết trơn rồi, nên phía dưới bây giờ nó đâm lên lại đó cô chú anh chị bạn thấy không. Đó, cái rễ dưới nó vẫn còn ha. Đây mình quay gần đây, rau má đây. Te tua hết trơn rồi. Thì đây là cái cây nectarine của mình, bây giờ nó cũng đang ngủ đông đó, thì khoảng 1 tháng nữa thôi à là nó sẽ nứt mọng mấy cái bông này nó lên, nó giống như đào vậy đó cô chú anh chị các bạn. Phía dưới thì mình có gieo thêm củ cải nè, củ cải trắng nè, thì bữa nay ấm được 1 tuần cái nó lên lại nè. Rồi mấy học này bây giờ mình đang xới là mình để mình tiếp tục mình trồng. Thì cái học rau lang của mình cô chú anh chị bạn thấy không, coi như là rụi hết luôn, đâu có chịu nổi đâu. Còn cái cây, một cái học mía của mình coi bây giờ nó tàn như vậy nè cô chú anh chị các bạn. Thì mùa xuân vô mình sẽ dọn sạch hết, xong rồi mình đổ đất thêm vô thì nó sẽ lên cái đọt mới cho mình. Mỗi năm á cái rau này nè cô chú anh chị bạn, cái keo á nó chịu nổi lạnh luôn á, mình không cần che luôn. Thì năm nay mình cũng không che nhưng mà lạnh quá bây giờ nó cũng không chịu nổi luôn. Cây nào mà nó có sức mạnh khỏe thì nó mới còn như vậy, còn không thì nó cũng bị úng hết trơn luôn luôn á, kinh khủng thiệt luôn. Còn trong đây nè cô chú anh chị bạn, mỗi năm mình chỉ che như vậy thôi á thì nó vẫn sống được ha, nhưng mà năm nay mình che nó cũng không sống nổi luôn. Trong đây bữa mình trồng cải hoa hồng với lại xà lách nhưng nó đã bị úng hết trơn, nó rụi hết trơn luôn rồi. Mình xới nó lên để mình sẽ trồng lại. Còn cây chanh của mình trước khi vô lạnh mình có quay sơ cho cô chú anh chị các bạn xem, nó đang có bông dễ thương quá trời luôn, mà bữa nay coi nè vàng hết trơn luôn rồi. Mình hy vọng cái gốc nó vẫn còn để mà nó lên lại. Thì đây cũng là mình trồng một học cải hoa hồng nhưng mà cây còn cây mất cô chú anh chị bạn thấy không, đây nè còn sót lại nè bên đây. Thì lúc trước mình có nói với cô chú anh chị bạn hành đó ở đằng nè, hồi nãy mình cũng có quay sơ thì nè, cái này mình trồng mấy năm rồi đó, nó qua đợt lạnh vậy mình cứ cắt ngang, xong rồi bây giờ nó cũng lên lại nè, mới có 1 tuần thôi mà nó đã lên lại như đây lại rồi đó. Thì hành nó cũng chịu lạnh lắm. Còn cái cây cây sung của mình bây giờ khô quéo vậy luôn đó. Tỏi mỗi năm, tỏi thì mình không có che ha, thì mỗi năm á nó không có bị tàn dữ vậy đâu, năm nay cũng lạnh quá trời luôn, đâm ra nó cũng còn như vậy thôi nè, nó cũng te tua lắm. Thì cái chậu này bữa mình đậy kín nên nó vẫn còn nè cô chú chị bạn thấy không, đó, nó vẫn còn sống sót nè, có chết được chết 1 cây rồi. Sưng thâm thì mình cũng không có sợ, nó cũng sẽ lên lại, vài bữa mình dọn gọn gàng thì nó sẽ lên lại. Còn trong đây là cái xà lách son, hôm bữa mình có đậy nhưng mà gió quá nó bay cái nắp lên nên nó cũng chết hết ở trên rồi, nhiều thì mình vẫn để y như cũ. Thì cô chú anh chị bạn thấy ở phía dưới rễ nó vẫn còn thì nó sẽ lên lại ha, mình cũng không sợ. Cải chua cũng vậy, nó cũng đã úng hết những cái lá xung quanh hết rồi, cái này nó cũng chịu lạnh rất là giỏi. Còn đây mình đau lòng nhất là cái cây bưởi của mình chăm chút che trắng quá trời,
nhưng mà nó cũng không chịu nổi cô chú anh chị các bạn ơi, nó cũng te tua hết trơn luôn rồi, lại thêm một lần nữa, nên mình cũng không biết mùa xuân năm nay nó sẽ lên được lại hay không. Cái chậu ngò rí của mình hôm bữa mình lấy đồ mình che đại sơ thôi, vậy mà nó không có tiếp xúc cái lạnh mà nó còn sống nè cô chú anh chị, bạn thấy không, những còn sống đó. Còn bên đây thì cải hoa hồng, những cái hạt này sang một tuần nó cũng lên lại luôn, mình chỉ che bằng cái nắp xanh đó thôi nó sẽ lên lại, còn mấy cái cây mà bữa mình trồng thì nó chết hết trơn rồi. Còn cái này, cái chậu rau dấp cá mình để ngoài nè, hôm bữa nó chết hết trơn luôn, xong rồi bữa nay bắt đầu nó đâm lên lại cái mới. Đây là hạt cải xà lách này mình mới gieo lại nè. Chậu hành này thì mình đem vô nhà kính nên bữa nay trời ấm nên mình đem ra lại, đem vô nhà kính thì nó vẫn còn ha cô chú anh chị các bạn. Rồi để mình vô trong cái nhà ni lông này mình quay sơ cho cô chú anh chị các bạn cùng thấy với mình. Thì trong cái nhà ni lông này của mình á, thì hôm bữa nó bị tóc cái một mặt của cái ni lông cô chú chị bạn nhớ không, nên nó cũng đã bị úng hết rồi. Thì chậu hẹ sau cái đợt úng đó mình cắt ngang giờ nó cũng đã lên lại, cái này của mình nó cũng không có chết đâu, ở phía trên nó chết nhưng phía dưới cây con nó vẫn nè, nó vẫn lên lại nè, nên mình cũng không sợ, xả thì cũng đã quéo luôn rồi. Còn cái chậu thanh long thì cái chậu thanh long này hôm bữa nó cũng đã đông đá rồi, thì mình mới cắt lại bên cái chậu lớn ở bên nhà kính bên kia mình ghim nó lại. Mình tiếc nhất là cái cây chùm ngay của mình nè, đang lên tốt tươi vậy đó mà nó bị úng, mình hy vọng là ở dưới gốc nó sẽ lên lại nha cô chú anh chị các bạn. Đây là cái củ su, su su của mình nè, mình để trong nhà cái bây giờ cái nó mọc rồi mình đem ra mình bỏ đại vô trong cái chậu. Đây cây đu đủ của mình nữa nè, trời ơi tiếc ghê luôn á. Còn bên đây thì rau răm, cái chậu rau răm của mình hôm bữa nó cũng bị đông đá luôn, nên bây giờ mình mới ghim lại để cho nó này thì nó mau lắm, mấy tuần là lên lại thôi. Còn giáp cá thì trong đây nó hơi ấm nè, nên nó đã lên lại nhiều hơn là ở phía ngoài. Rồi bây giờ mình đi qua nhà kính bên kia nha cô chú anh chị các bạn. Thì á, mình nói sơ cái nhà kính này của mình. Cái nhà kính này của mình để cây năm rồi trong đây, mình không cần bỏ sữa gì hết, nó vẫn sống, nó vẫn không bị chết lạnh nha cô chú anh chị các bạn. Mà năm nay tại vì cái tuần mà gió dễ sợ gió thì bị bệnh, rồi mình không có check được ở trên cái nóc của nó đó, mình không có kiểm tra, mình cũng hơi ỷ y nữa, nên ở trên phía nóc của nó hơi bị xúc một chút ngay chỗ cái cửa sổ á. Mà cô chú anh chị biết không, gió nó luồn vô nên nó làm cho chỗ nào mà bị trúng gió là coi như nó chết hết cô chú anh chị các bạn ơi. Thì cái cây mận này của mình nè, đó, nó bị luồn gió nên nó cũng không còn luôn. Vậy mà những cây nhỏ dưới nó được che đó, đâm ra nó không bị nha. Riêng hai cây ổi của mình nè, cây mận nè, rồi với lại thanh long nữa. Thanh long cô chú anh chị bạn thấy không, có chậu còn chậu không nè, đó thì cái gió nó đi tới đâu thì nó sẽ làm cho chết cây tới đó. Thì cái chậu này bên đây thì không bị, chắc nó nhờ cái chậu bên đây nè, đó đâm ra nó mới còn. Còn cây tắc, cây tắc thì của mình nó cũng đang có bông có trái, bữa mình lặt lá hết á, cũng bông có bông có trái, ngay cả cây chanh cũng vậy, thì nó vẫn còn sống. Chứ để ngoài thì nó cũng giống như những cây bưởi hết trơn rồi cô chú chị bạn ơi. Chậu lá giang cũng vậy nè, đó nó cũng vẫn còn chứ nó cũng không có chết. Cũng như cây seri của mình,
là phía trên coi như là mình nghĩ là nó đã khô và chết hết rồi đó, nên phía dưới thì nó vẫn còn nè. Nên mình chờ mùa xuân là mình sẽ cắt ngang cho nó lên lại. Cô chú chị bạn thấy không, cây mận bự á thì chịu không nổi mà cây nhỏ thì vẫn còn nè đó. Cũng như là cái cây chanh này, cái cây chanh cẩm thạch thì cô chú chị các bạn thấy bây giờ nó ra bông quá trời luôn sau cái đợt lạnh á. Trời ơi, coi này, nhánh nào cũng có bông hết luôn nè. Đó, quá trời bông luôn. Hôm bữa trước khi lạnh nó có một trái nè, mà nó bị khô luôn, nó bị lạnh khô. Đây giờ nó ra bông nữa nè. Trời ơi, quá trời bông luôn. Hầu như nhánh nào cũng có bông hết. Thì mình tiếc hai cây mãng cầu của mình nè. Nó ngay cái cửa sổ luôn, cô chú anh chị bạn thấy không? Đó, tại do mình cũng ý y rồi với lại bị bệnh nữa, mình đâu có ra đâu. Mình đâu có kiểm tra trước khi cái ngày mà 2 ngày gió, quá trời gió luôn. Rồi cốc của mình cũng vậy. Nhưng mà ở phía trên nó chết thôi, gốc nó vẫn còn đó. Sau khi mùa xuân mình sẽ bươi cái gốc nó ra thì ở dưới nó sẽ đâm đọt mới lên lại. Cũng như cái cây xô đũa của mình coi như cũng chết luôn nè. Đó, xả mình vẫn còn nha. Rồi với lại cái cây ba cách của mình ở dưới gốc nó cũng vẫn còn xanh nên nó cũng mình nghĩ nó cũng không có chết. Còn cái chậu dấp cá của mình bỏ trong đây thì thôi, nó xanh tươi tốt luôn. Những cây con mình ươm trên đây á, có cây chết cây còn nè, thấy không? Cái này mận rồi, nhãn rồi, hành cần mình đem vô đây thì nó cũng vẫn còn, rau ôm cũng vẫn còn nè đó, ngò gai cũng vậy, không có bị chết. Cũng như dưới bạc hà thì cây còn cây cây mất nè đó, thì gió nó luồn tới đâu nó sẽ chết tới đó. Cũng như là rau đắng của mình hôm bữa nó cũng quéo hết xung quanh và mình cũng đã cắt nó lại hết rồi, cho ở phía dưới nó lên lại. Mình tội nghiệp nhất là cái cây mãng cầu sim nè, mình mới cho vô chậu này thì giờ nó cũng đã bị quéo hết lá nhưng mà thân nó vẫn xanh, mình nghĩ nó vẫn còn sống. Thì đó, đúng ra cái nhà kính của mình nó sẽ không có bị như vậy đâu, dù cho mình không để sưởi luôn, cái này nó rất là ấm mà nó bị hở cái đó, năm nay giờ mình bị te tua vậy đó cô chú anh chị các bạn, thật là đau lòng luôn đó. Nhưng mà thôi, thời tiết mà mình chịu thôi, thôi qua năm mình sẽ gầy nó lại, mình sẽ cắt bỏ hết mấy cái mà bị úa đó, bị úng á, thì mấy cái khác nó cũng vẫn còn. Chú chị bạn thấy không, chậu này vẫn còn xanh tốt luôn á. Còn phía ngoài đây thì đó, cũng giống như nãy mình đi một vòng cho cô chú anh chị các bạn xem rồi, thì bông hồng cũng vậy, bông cúc cũng vậy, nhưng mà bông cúc thì ở phía trên nó úng nhưng mà phía dưới nó vẫn nha, vẫn xanh, vẫn lên lại nè cô chú anh chị bạn thấy không, vẫn lên lại. Cũng như bông hồng thì có nhánh bị chết và có nhánh nó cũng vẫn còn, đây nó cũng vẫn còn xanh nè đó, mùa xuân nó sẽ lên lại. Giống như để mình dở coi, cái chậu này là mình còn mình đậy cái bông matiso của mình đó, đang tươi tốt chú gì bạn thấy không, mình đậy sơ lại thôi. Bây giờ thì nó đã lên lại cây con. Còn nho thì bây giờ nó rụng lá hết rồi thì mùa mùa xuân nó sẽ lên lại. Thì nãy giờ mình đã đi vòng vòng cái khu vườn của mình trước và sau, đã quay cho cô chú anh chị các bạn xem tình hình hiện tại sau cái đợt lạnh thì nó là còn có như vậy thôi đó cô chú anh chị các bạn, nhìn điêu tàn hết trơn ha, nhưng mà khoảng chừng 2 tháng nữa thôi thì nó sẽ xanh trở lại. Thì mình cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi hết cái cuốn video của mình hôm nay. Nếu cô chú anh chị các bạn vẫn yêu thích video của mình thì xin cho mình một like, một chia sẻ cũng như nhấn chuông để ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo. Bye bye.